Trước tình trạng nắng nóng nghiêm trọng, lực lượng chức năng Thái Lan cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng này đối với việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi để có biện pháp kịp thời hỗ trợ người tiêu dùng. Hiện tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt trong giai đoạn này đã gây thiệt hại cho sản xuất rau, khiến cho giá tăng. Cơ quan chức năng Thái Lan đã chuẩn bị các biện pháp nhằm giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng cũng như là các chủ nhà hàng chẳng hạn như là tìm nguồn cung ứng rau có giá cả phải chăng để bán trên toàn quốc. Tại thủ đô Bangkok và các khu vực đô thị, 10 loại rau sẽ được bán với giá bán buôn hoặc là rẻ hơn 30% so với giá bán lẻ. Dự báo người dân Thái Lan có thể phải đương đầu với đợt nắng nóng kéo dài do mùa mưa có thể đến muộn hơn 2 tuần so với thường lệ trong năm nay.